năm 939, sau khi giết được nghịch thần Kiều Công Tiễn và đánh tan quân xâm lược Nam Hán trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền lên ngôi vua, xưng là Ngô Vương, lập ra nhà Ngô, đóng đô ở Cổ Loa. Ngô Vương làm vua được 6 năm, đến năm 944 thì mất. Em vợ là Dương Tam Kha cướp ngôi, tự xưng là Dương Bình Vương. Con trưởng của Ngô Quyền là Ngô Sương Ngập chạy trốn về nhà một hào trưởng là Phạm Lệnh Công ở làng Trà Hương, Hải Dương. Dương Tam Kha ba lần sai quân đi bắt Ngô Sương Ngập mà không được, bèn bắt em của Ngô Sương Ngập là Ngô Sương Văn nhận làm con nuôi, với ý định truyền ngôi trả về cho họ Ngô. Từ khi Dương Tam Kha lấy ngôi của nhà Ngô, nhiều nơi không chịu thần phục, nổi lên tự lập, xưng là sứ quân. Đặc biệt là loạn ở hai thôn đường Nguyễn, nhiều thủ lĩnh nổi lên chống đối như sứ quân Ngô Nhật Khánh ở Đường Lâm và sứ quân Nguyễn Khoan nổi dậy ở Tam Đái, sứ quân Phạm Bạch Hổ là con của Phạm Lệnh Công chiếm Đàng Châu, sứ quân Trần Lãm chiếm giữ ở Bố Hải Khẩu. Năm 950, Dương Tam Kha sai Ngô Sương Văn cùng tướng Đỗ Cảnh Thạc và Dương Cát Lợi đi đánh hai thôn Đường Lâm và Nguyễn Gia Loan. Ngô Sương Văn cho rằng đây là các ấp vô tội, đi được nửa đường thì thuyết phục các tướng dẫn quân quay lại lật đổ Dương Tam Kha. Sương Văn không giết Tam Kha, chỉ giáng xuống làm Trương Dương Công. Ngô Sương Văn tự xưng làm Nam Tấn Vương, cho người đón anh trai Ngô Sương Ngập về cùng coi việc nước. Ngô Sương Ngập về xưng là Thiên Sách Vương, hai anh em cùng làm vua, sử sách gọi là Hậu Ngô Vương. Tuy hai vương đã lấy lại được nghiệp cũ của nhà Ngô, nhưng các sứ quân vẫn không chịu phục tùng. Đinh Bộ Lĩnh là người Động Hoa Lư. Cha của ông là Đinh Công Trứ, nhà tướng của Dương Đình Nghệ, giữ chức Thứ Sử Hoan Châu. Đinh Công Trứ mất sớm, Bộ Lĩnh theo mẹ về quê ở, nương nhờ người chú ruột là Đinh Thúc Dự. Từ bé, Đinh Bộ Lĩnh đã tỏ ra là người có khả năng chỉ huy, ông cùng các bạn chăn trâu lấy bông lau làm cờ bày trận đánh nhau. Trong đám bạn đó, có Đinh Điền, Nguyễn Bạc, Lưu Cơ và Trịnh Tú, những người sau này cùng Đinh Bộ Lĩnh tạo nên sự nghiệp. Năm 951, khi hai vương khôi phục nhà Ngô, Đinh Bộ Lĩnh lúc ấy cậy có khe núi Hoa Lư hiểm trở, không chịu làm tôi. Hai vương muốn cất quân đi đánh, Bộ Lĩnh sợ, sai con là Liễn vào triều làm con tin để ngăn chặn việc xuất quân. Đinh Liễn đến, hai vương trách tội Bộ Lĩnh không đến chầu, rồi bắt giữ Liễn đem theo đi đánh. Đôi bên đánh nhau hơn một tháng không phân thắng bại, hai vương bèn treo Liễn lên ngọn sào, sai người bảo Bộ Lĩnh, nếu không chịu hàng thì giết Đinh Liễn. Đinh Bộ Lĩnh tức giận nói, đại trưởng phu chỉ mong lập được công danh, há lại bắt trước thói đàn bà sót con hay sao? Liền sai hơn 10 tay nỏ, nhắm Đinh Liễn mà bắn. Hai vương kinh sợ, nói rằng, ta treo con nó lên là muốn để nó đoái tiếc con mà ra hàng cho chóng. Nó tàn nhẫn như thế, còn treo con nó làm gì? Bèn không giết Liễn mà đem quân về. Sau khi từ Hoa Lư trở về, Ngô Sương Ngập trở nên chuyên quyền, lấn áp quyền hành của Ngô Sương Văn, khiến Sương Văn bất bình rút lui việc chính sự. Tuy nhiên chỉ được 3 năm, đến năm 954, Ngô Sương Ngập mất, chỉ còn Nam Tấn Vương Ngô Sương Văn làm vua. Sau khi Thiên Sách Vương mất, thủ lĩnh ở quận Thao Giang là Chu Thái không thần phục nhà Ngô. Nam Tấn Vương thân chinh đi đánh, chém được Chu Thái. Cũng sau thời gian này, Ngô Sương Văn đi đánh Dương Huy ở châu Tây Long, đóng quân ở cửa Phù Lan, suốt tháng trời giặc tan mới rút quân trở về. Năm 965, Ngô Sương Văn đi đánh thôn Đường Lâm của sứ quân Ngô Nhật Khánh và thôn Nguyễn Gia Loan của sứ quân Nguyễn Thái Bình, nhưng bị phục binh bắn ngỏ chết. Con của Thiên Sách Vương là Ngô Sương Xí nối ngôi, Ngô Nhật Khánh là anh em cùng họ cũng kéo quân từ Đường Lâm về Cổ Loa tranh giành. Cũng trong năm 965, Thứ Sử Phong Châu Kiều Công Hãn kéo quân về triều đình Cổ Loa cùng tranh ngôi vua với Lã Sử Bình. Tình hình Cổ Loa trở nên hỗn loạn khiến Ngô Sương Xí phải lui về giữ đất Bình Kiều, trở thành Ngô sứ quân. Đinh Liễn sau 15 năm làm con tin ở Cổ Loa, nhân lúc rối ren đã trở về Hoa Lư cùng với cha. Sau cái chết của Nam Tấn Vương, đến năm 966, các hùng trưởng đua nhau nổi dậy chiếm cứ quận ấp để tự lập, hình thành 12 sứ quân, bao gồm Ngô Sương Xí giữ Bình Kiều, Đỗ Cảnh Thạc xưng là Đỗ Cảnh Công, giữ Động Giang, Trần Lãm xưng là Trần Minh Công, giữ Bố Hải Khẩu, Kiều Công Hãn xưng là Kiều Tam Chế, giữ Phong Châu, Nguyễn Khoan xưng là Nguyễn Thái Bình, giữ Tam Đái, Ngô Nhật Khánh xưng là Ngô Lãm Công, giữ Đường Lâm, Lý Khuê xưng là Lý Lang Công, giữ Siêu Loại, Nguyễn Thủ Tiệp xưng là Nguyễn Lệnh Công, giữ Tiên Du, Lữ Đường xưng là Lữ Tá Công, giữ Tế Giang, Nguyễn Siêu xưng là Nguyễn Hữu Công, giữ Tây Phủ Liệt,
Kiều Thuận xưng là Kiều Lệnh Công, giữ Hồi Hồ. Phạm Bạch Hổ xưng là Phạm Phòng Át, giữ Đằng Châu. Các sứ quân đánh chiếm lẫn nhau, làm cho nhân dân vô cùng khổ sở. Khi đó, Đinh Bộ Lĩnh nghe tiếng Trần Minh Công ở Bố Hải Khẩu là người có đức, bèn cùng với con là Đinh Liễn đến nương tựa. Minh Công thấy Đinh Bộ Lĩnh dáng mạo khôi ngô lạ thường, lại có chí khí, mới nhận làm con nuôi, giao cho coi giữ binh quyền, sai đi đánh các hùng chưởng khác đều được thắng cả. Sau khi Trần Minh Công mất, Đinh Bộ Lĩnh lên thay quyền, đưa quân về Hoa Lư, chiêu mộ binh lính. Dưới trường ông, những hào kiệt của Giao Châu đều có mặt, được gọi là Giao Châu Thất Hùng gồm Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Liễn, Lê Hoàn, Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Phạm Hạp, Phạm Cự Lượng. Đầu năm 966, sau nhiều lần giao tranh ở Đằng Châu, Đinh Bộ Lĩnh đã thu phục được Phạm Bạch Hổ về làm thân vệ tướng quân. Khi đó, Lã Sử Bình, Kiều Công Hãn, Đỗ Cảnh Thạc, Dương Duy đang tranh giành nhau ở triều đình Cổ Loa. Với sự trợ giúp của con trai Đinh Liễn trước đó từng bị hai vua Hậu Ngô Vương bắt làm con tin, Đinh Bộ Lĩnh tiến đánh Cổ Loa, phe của Lã Sử Bình bị tiêu diệt. Bộ Lĩnh kiểm soát được Cổ Loa và đuổi các thế lực khác khỏi kinh đô. Đỗ Cảnh Thạc là người trí dũng mưu lược, là một sứ quân mạnh, có hai thành kiên cố là thành Đỗ Động và thành Bình Đà để phòng thủ. Đinh Bộ Lĩnh phải bàn mưu tính kế mà đánh. Ông sai các toán quân nhỏ mang nhiều cờ xí kéo về thành Bình Đà. Đỗ Cảnh Thạc nghĩ rằng Đinh Bộ Lĩnh sắp đem đại quân tấn công nên cho tập trung quân về Bình Đà nghênh chiến, chỉ để lại một lực lượng nhỏ giữ thành Đỗ Động. Sau đó, Đinh Bộ Lĩnh cho quân mình chia làm bốn cánh bí mật tiến đến Đỗ Động và bất ngờ cho quân tấn công thành. Lực lượng nhỏ của Đỗ Cảnh Thạc để lại giữ thành không thể nào chống đỡ nổi quân Đinh. Thành Đỗ Động bị hạ nhanh chóng. Đinh Bộ Lĩnh cho phá hủy thành quách, lương thực, khí giới của Đỗ Cảnh Thạc. Sau thất bại nặng nề đó, Đỗ Cảnh Thạc cố trở về chỉnh đốn lại binh mã. Tuy nhiên, lực lượng của sứ quân này suy yếu đi nhiều. Sau đó, trong một cuộc giao tranh, ông bị chúng tên chết. Số quân còn lại đều theo về với Đinh Bộ Lĩnh. Nguyễn Siêu ở Phù Liệt cũng là một sứ quân có lực lượng hùng mạnh. Khi Đinh Bộ Lĩnh đưa quân đến đánh, Nguyễn Siêu đem hơn 10.000 quân ra đắp thành lũy chống cự. Trong trận giao tranh đầu tiên, quân Đinh bị thiệt hại nặng, 4 tướng lĩnh tử trận. Lần thứ hai, Đinh Bộ Lĩnh sai Nguyễn Bặc, Lê Hoàn tiếp tục đánh phá thành lũy, còn mình mang một cánh quân tiến đánh các vùng đất khác của Nguyễn Siêu, khiến Nguyễn Siêu phải dàn trải lực lượng để chống cự. Quá lo sợ, Nguyễn Siêu đưa một phần lực lượng sang bờ bắc sông Hồng, định liên kết với các sứ quân khác để chống Đinh Bộ Lĩnh. Chẳng may, thuyền quân Nguyễn Siêu gặp gió lớn bị đắm sạch. Nhân thời cơ đó, Đinh Bộ Lĩnh sai người lẻn vào doanh trại của Nguyễn Siêu phục sẵn, chờ khi đại binh tấn công thì ở bên trong đột phá doanh trại địch. Nhờ đó, quân của Nguyễn Siêu bị hốt hoảng, rối loạn và thất bại nhanh chóng. Sứ quân Kiều Công Hãn đóng tại Phong Châu, chiếm Ba Châu, Thái, Hào và Phong, xưng là Kiều Tam Chế. Khi sứ quân Đinh Bộ Lĩnh tiến đánh, Kiều Công Hãn thu chạy, đem quân xuống phía Nam định hợp sức với Ngô Xương Xí. Nhưng khi đến thôn Vạn Diệp, nay thuộc Nam Định, thì bị một hào trưởng địa phương là Nguyễn Tấn đem quân chặn đánh. Kiều Công Hãn bị thương chạy đến Lũng Kiều thì chết. Nguyễn Thủ Tiệp sau khi chiếm toàn bộ châu Vũ Ninh, tự xưng là Vũ Ninh Vương. Khi Đinh Bộ Lĩnh tiến đánh Nguyễn Thủ Tiệp ở Tiên Du thì Tiệp cũng không chống nổi, bỏ chạy về Cần Hải, Nghệ An. Quân Đinh lại tiến lên đánh, Nguyễn Thủ Tiệp thua trận rồi chết ở Hương Ái. Sứ quân Nguyễn Khoan khi lớn mạnh xưng là Quảng Trí Quân. Cuối năm 967, Đinh Bộ Lĩnh dẫn quân lên vùng Tam Đái, Nguyễn Khoan thất bại và tử trận. Hai tướng và hai bà vợ của sứ quân này tự vẫn. Sau đó, Đinh Bộ Lĩnh tấn công thành Hồi Hồ, tướng quân Kiều Thuận chống không nổi, đành vượt sông Hồng chạy sang thành Mè kết hợp với Ma Xuân Trường chống lại Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Bộ Lĩnh đánh chiếm thành Mè, Kiều Thuận tử trận, Ma Xuân Trường chạy lên Yên Bái trốn thoát. Lý Khuê chiếm giữ vùng đất Lùi Lâu, bờ nam sông Đuống, đặt căn cứ ở Siêu Lại. Theo thần tích ở xã Bình Sơn, Thuận Thành, Bắc Ninh, thì sứ quân Lý Khuê đánh nhau với Đinh Bộ Lĩnh bị thua và mất ở làng Dương Xá, nay thuộc Gia Lâm, Hà Nội. Đầu năm 968, sau khi chiếm lại vùng Bắc Ninh, Đinh Bộ Lĩnh chuyển quân về Siêu Loại, cho Đinh Liễn và Nguyễn Bặc đem 3.000 quân tiến đánh quân Lữ Đường. Lữ Đường chủ trương tản quân đóng giữ chỗ hiểm yếu, vùng rậm rạp và bùn lầy. Hễ quân Đinh đi đông thì tránh, mà đi lẻ là chặn đánh, diệt một vài lính rồi lại bỏ chạy. Nguyễn Bặc bày kế cho quân Đinh tập trung, tập kích đường tiếp vận quân lương của Lữ Đường.
Trong vòng 7 ngày, vành đai phòng thủ bên ngoài của quân Lữ Đường bị tiêu diệt hoàn toàn. Đinh Liễn và Nguyễn Bạc đánh sâu vào trung tâm, bắt được Lữ Đường, chém chết, thu phục hoàn toàn đất Tế Giang. Để thực hiện nhiệm vụ dẹp loạn và thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh đã khôn khéo vận dụng kế sách chính trị kết hợp với quân sự. Khi lực lượng còn non yếu, ông đã liên kết với sứ quân Trần Lãng ở Bố Hải Khẩu, rồi thu phục được Phạm Bạch Hổ ở Đằng Châu về làm thân vệ tướng quân. Cuối cùng, khi lực lượng đủ mạnh, ông không tiêu diệt mà hàng phục Ngô Nhật Khánh ở Đường Lâm, Ngô Xương Xí ở Bình Kiều, vốn là những hậu duệ nhà Ngô để lấy lòng thiên hạ. Như vậy, chỉ trong vòng vài năm, Đinh Bộ Lĩnh lần lượt đánh thắng 11 sứ quân khác, được xưng tụng là Vạn Thắng Vương. Thắng lợi của Đinh Bộ Lĩnh là thắng lợi của xu hướng thống nhất quốc gia, của tinh thần dân tộc và ý chí độc lập trong nhân dân. Việc vua Đinh Tiên Hoàng khéo léo kết hợp dùng vũ lực và biện pháp chiêu hàng các sứ quân để sớm chấm dứt thời kỳ loạn lạc là rất kịp thời, vì không lâu sau đó, nhà Tống rỗi tới Quảng Châu, diệt nước Nam Hán năm 971, áp sát biên giới Đại Cồ Việt. Nếu không có sự xuất hiện của Đinh Bộ Lĩnh để thống nhất quốc gia bị tan đàn xẻ nghé, thì Việt Nam khó thoát khỏi họa xâm lăng từ phương Bắc một lần nữa. Sau khi chiến tranh kết thúc năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, tức là vua Đinh Tiên Hoàng, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Tiên Hoàng xây dựng cung điện, chế triều nghi, định phẩm hàm quan văn võ. Vua phong cho Nguyễn Bạc là Định Quốc Công, Đinh Điền là ngoại giáp, Lê Hoàn làm thập đạo tướng quân, Lưu Cơ làm đô hộ phủ sĩ sư và phong cho con là Đinh Liễn làm Nam Việt Vương. Từ năm 970, bắt đầu đặt niên hiệu là Thái Bình. Đinh Tiên Hoàng truyền cho đúc tiền, gọi là đồng Thái Bình, là tiền tệ xưa nhất ở Việt Nam. Về chính trị trong nước, nhà vua có phần thiên về sử dụng hình phạt nghiêm khắc. Vua muốn dùng uy nghi chế ngự thiên hạ, bèn đặt vạc lớn ở sân triều, nuôi hổ dữ trong cũi, hạ lệnh rằng kẻ nào trái phép phải chịu tội bỏ vạc dầu, cho hổ ăn. Do đó mọi người đều sợ phục, không ai dám phạm. Về quân sự, Đinh Tiên Hoàng phân ra đạo, quân, lữ, tốt, ngũ. Mỗi một đạo có 10 quân, một quân 10 lữ, một lữ 10 tốt, một tốt 10 ngũ, một ngũ 10 người. Như vậy, quân đội nhà Đinh khi đó có 10 đạo là khoảng 1 triệu người, trong khi dân số đất nước khoảng 3 triệu. Vua thực hiện ngũ binh ư nông, đó là hình thức vũ trang toàn dân, dựa vào nghề nông mà phát triển quân đội. Về ngoại giao, để tránh việc đụng độ với nhà Tống, năm 972, vua Đinh Tiên Hoàng sai con là Đinh Liễn mang đồ vật sang cống. Vua Tống sai sứ sang phong cho Tiên Hoàng làm giao chỉ quận vương và cho Đinh Liễn làm tĩnh hải quân tiết độ sứ. Đinh Tiên Hoàng phế Trưởng Lập Thứ, cho con út là Hạng Lang làm thái tử. Con trưởng là Nam Việt Vương Đinh Liễn đã theo Tiên Hoàng xông pha trận mạc từ thủa Hàn Vi, nay không được ngôi thái tử, lấy làm tức giận, bèn khiến người giết Hạng Lang đi. Năm 979, vua Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Liễn bị ám sát. Sử cũ chép rằng, Đỗ Thích đêm nằm mơ thấy sao rơi vào miệng, tưởng là điềm báo mình được làm vua, bèn định bụng làm sự thoán đoạt. Một hôm, Đỗ Thích thấy Tiên Hoàng say rượu nằm trong cung, bèn lẻn vào giết Tiên Hoàng đi, rồi giết cả Nam Việt Vương Liễn. Triều thần xử tội Đỗ Thích và tôn vệ Vương Đinh Toàn, con của Hoàng hậu Dương Vân Nga lên làm vua, tức Đinh Phế Đế. Đinh Toàn mới có 6 tuổi, quyền chính ở cả thập đạo tướng quân là Lê Hoàn. Lê Hoàn lại cùng với Dương Thái Hậu Tư Thông. Các quan đại thần bấy giờ là Đinh Điền, Nguyễn Bạc, Phạm Hạp thấy Lê Hoàn nhiếp chính lộng quyền quá, mang binh mã đến đánh, nhưng bị Lê Hoàn giết cả. Lúc bấy giờ ở phương Bắc, nhà Tống đã thống nhất được Trung Hoa, nghe tin Tiên Hoàng đã mất, tự quân còn nhỏ dại, muốn thừa thế sang lấy nước ta, bèn hội đại binh ở gần biên giới, dục dịch sang đánh. Trước họa xâm lăng, Thái hậu Dương Vân Nga cùng triều thần tôn Lê Hoàn lên làm vua, tức vua Lê Đại Hành. Nhà Đinh đến đây kết thúc, truyền được 2 đời, cả thảy 14 năm. Đinh Tiên Hoàng là người có công đánh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất Giang Sơn và trở thành hoàng đế đầu tiên của Việt Nam sau thời kỳ Bắc thuộc. Đại Cồ Việt là nhà nước mở đầu cho thời đại độc lập tự chủ, xây dựng chế độ phong kiến quân chủ tập quyền hàng nghìn năm ở Việt Nam. Quá trình phục quốc của người Việt từ họ Khúc chỉ xưng làm tiết độ sứ, tới Ngô Quyền xưng vương và tới vua Đinh xưng làm hoàng đế. Dù đã có một số vị vua xưng đế thời Bắc thuộc, nhưng đều bị thất bại trước họa ngoại xâm. Tới thời nhà Đinh, người cầm quyền Việt Nam mới thực sự vươn tới đỉnh cao ngôi vị và danh hiệu, khẳng định vị thế vững chắc của một quốc gia độc lập, thống nhất,
và buộc các điển lễ, sách phong của phương Bắc phải công nhận là một nước độc lập. Từ Đinh Tiên Hoàng trở về sau, các vua không xưng vương hay tiết độ sứ nữa mà đều xưng là hoàng đế. Đinh Tiên Hoàng là vị hoàng đế đặt nền móng sáng lập nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên ở Việt Nam, vì thế mà ông còn được gọi là người mở nền chính thống cho các triều đại trong lịch sử.